Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016, gồm 177 đề án của 67 đơn vị chủ trì với tổng kinh phí là 90 tỷ đồng. Theo đó, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016 bao gồm các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, khả thi, có kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm, bao gồm hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường mặt hàng xuất khẩu, hội chợ chuyên ngành trong và ngoài nước, đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài, hội nghị quốc tế ngành hàng, hoạt động đón các nhà nhập khẩu nước ngoài vào giao dịch, thông tin thương mại, đào tạo tư vấn xúc tiến thương mại của các vùng kinh tế, đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường nội địa, nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động. Được biết, năm 2015, theo thống kê sơ bộ, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã hỗ trợ 8.850 lượt doanh nghiệp, 14.499 gian hàng tại các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, thu hút trên 3 triệu lượt khách tham quan, mua sắm và ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế có tổng giá trị trên 858 triệu đô la Mỹ và khoảng 637,8 tỷ đồng.